Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay Chủ nhật lễ lá 5A. Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Matthew. Bây giờ, Đức Giêsu bị điều ra trước mặt Tổng trấn Phi-la-tô. Tổng trấn hỏi người: "Ông là vua dân Do Thái sao?" Đức Giêsu trả lời: "Chính Ngài nói đó." Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người, thì người không trả lời một tiếng. Bây giờ ông Phi-la-tô hỏi người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?" Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Baraba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: "Các người muốn ta phóng thích ai cho các người đây? Baraba hay Giêsu, cũng gọi là Kitô?" Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy." Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Đức Giêsu. Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?" Họ thưa: "Baraba." Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: "Thế còn ông Giêsu, cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây?" Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá." Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá." Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này, mặc các người liệu lấy." Toàn dân đáp lại: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi." Bây giờ tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ, còn Đức Giêsu thì ông truyền đánh đòn rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bây giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái." Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho người mặc áo lại như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: "Người này là Giêsu, vua dân Do Thái." Cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: "Mi là kẻ phá được đền thờ và nội trong 3 ngày xây lại được. Hãy cứu lấy mình đi. Nếu mi là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào." Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người mà nói: "Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel,
Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi. Chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi. Nếu quả thật người thương hắn, vì hắn đã nói, ta là con Thiên Chúa. Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người, cũng xỉ vả người như thế. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-xu kêu lớn tiếng, Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói, hắn ta gọi ông Elia. Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo, khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không. Đức Giê-xu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung, đá vỡ. Mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-xu đều rất đỗi sợ hãi và nói, quả thật, ông này là con Thiên Chúa. Kính chào toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Vào năm 1540, nhà khoa học Johannes Gutenberg đã phát minh ra chiếc máy in đầu tiên và thật nhiệm màu. Cuốn sách đầu tiên được in là cuốn Kinh Thánh phiên bản tiếng Latin, bao gồm 2 tập, mỗi tập dày 300 trang, mỗi trang có 42 dòng. Cũng kể từ đó cho tới nay, cuốn Kinh Thánh đã thiết lập rất nhiều các kỷ lục. Nếu có ai đó hỏi cuốn sách bán chạy nhất thế giới là cuốn nào, thừa đó là cuốn Kinh Thánh. Vì nếu chỉ tính từ năm 1815 tới nay thôi, người ta đã bán được hơn 5 tỷ bản. Cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất là cuốn nào? Thưa, đó là cuốn Kinh Thánh, vì đã được dịch ra hơn 2.100 ngôn ngữ khác nhau. Cuốn truyện tình hay nhất là cuốn nào? Thưa, đó là cuốn Kinh Thánh, vì trong đó viết về câu chuyện tình thi vị thật đẹp của một vị Thiên Chúa đã vì yêu thương mà nhập thể, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nhân loại mà người yêu mến. Cuốn sách hợp thời nhất là cuốn nào? Thưa, đó là cuốn Kinh Thánh, bởi lẽ những điều mà Kinh Thánh nói vẫn luôn phù hợp với mọi người ở mọi thời đại khác nhau. Cuốn sách nói về Thiên Chúa đúng nhất là cuốn nào? Thưa, đó là cuốn Kinh Thánh, vì Thiên Chúa là tác giả chính của Kinh Thánh. Qua Kinh Thánh, người đã mặc khải chính bản thân người cho nhân loại này. Cuốn sách nói rõ nhất về quá khứ, hiện tại và tương lai là sách nào? Thưa, đó là cuốn Kinh Thánh. Bởi lẽ Kinh Thánh nói chính xác cho chúng ta biết từ thời nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo dựng nên đất trời cho tới thời điểm hiện tại và tương lai cùng tận của thế giới với ngày phán xét chung ra sao. Cuốn sách giá trị nhất là sách nào? Thưa, đó là cuốn Kinh Thánh, vì sách đó chứa đựng những mặc khải cao quý của Thiên Chúa và đặc biệt được viết bằng chính cuộc đời và giá máu của Đức Giê-xu. Và một điều mà con thích nhất đó là cuốn sách viết về chúng ta đúng nhất, thật nhất là sách nào? Thưa, đó là cuốn Kinh Thánh, vì trong bất cứ hoàn cảnh vui buồn nào, chúng ta đều thấy Kinh Thánh nói rất đúng với mình trong thời điểm hiện tại. Chúng ta đều thấy bóng dáng của mình thấp thoáng trong từng trang Thánh Kinh ấy. Quả thế,
Nếu có ai đó tham một chút tiền, chút lợi, chút danh trong cuộc đời này, đến nỗi sẵn sàng bán rẻ người anh chị em của mình, thì người đó sẽ thấy mình thấp thoáng bóng dáng của một Judas Iscariot, một kẻ bần tiện. Nếu có ai đó tham phú phụ bần, sẵn sàng phản bội thầy mình, phản bội bạn bè của mình, thì người đó thấy mình dường như giống bóng dáng của một ông Phêrô, người nhét đảm, sợ sệt, phản bội thầy và anh em của mình. Nếu có ai đó muốn giữ lấy chiếc ghế địa vị cho mình, mà không dám tuyên xưng sự thật, làm những điều trái với lòng ngay, thì chúng ta thấy mình sao giống hình ảnh của một quan Phi-la-tô, hám danh, ham lợi, sợ mất địa vị của mình, không dám đứng lên bảo vệ sự thật, bảo vệ Đức Kitô. Trái lại, chúng ta lại thấy những hình ảnh thật đẹp. Đó là nếu chúng ta sẵn sàng đồng hành với nhau trong gian khổ, sẵn sàng chìa tay ra, đưa vai ra để gánh lấy những gánh nặng cuộc đời gian khổ của nhau, thì hình ảnh ấy thật đẹp, khác nào như ông Simon vác đỡ thánh giá cho Đức Giê-xu. Nếu chúng ta thấy trong gian khổ, trong những khó khăn thử thách, mà mình vẫn không bỏ Chúa, vẫn cạnh kề bên Chúa, vẫn vững tin vào Chúa, kiên vững quỳ dưới chân thập giá, thì chúng ta thấy sao giống hình ảnh của Đức Maria, hình ảnh của môn đệ Gioan, môn đệ được Đức Giê-xu yêu mến. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ lá, và trong trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe xuất hiện hàng loạt những hình ảnh trái ngược nhau. Nếu ngày hôm nay dân chúng tập trung đông lắm để tung hô Đức Giê-xu là con vua David, là đấng thiên sai, đấng Kitô đến trong trần gian này để cứu độ nhân loại khỏi ách tội lụy, thì chỉ vài hôm nữa thôi, cũng chính những miệng lưỡi ấy lại tràn đầy căm phẫn, thốt lên những lời nguyền rủa, mắng nhiếc và kết án Đức Giê-xu thật cay nghiệt biết bao. Nếu ngày hôm nay dân chúng vung cao những cành lá để hò reo đón mừng Đức Giê-xu tiến vào thành thánh, thì chỉ mấy hôm nữa thôi, họ lại vung cao những ngọn roi hà khắc để đánh vào thân thể gầy guộc và tiều tụy của Đức Giê-xu. Nếu ngày hôm nay dân chúng sẵn sàng trải áo mình trên đường để đón rước Đức Giê-xu, thì chỉ vài ngày nữa thôi, cũng chính họ lại lột trần tấm áo duy nhất của người. Nếu ngày hôm nay dân chúng cho Đức Giê-xu vinh dự cưỡi trên một con lừa, thì chỉ vài ngày nữa thôi, họ lại thay đổi thái độ. Họ kết án người, bắt người vác lấy cây thập giá chịu nặng, cây thập giá cưỡi trên đôi vai gầy guộc rướm máu của người. Nếu ngày hôm nay Đức Giê-xu tiến vào thành trên con đường thanh thang bằng phẳng, thì chỉ vài ngày nữa thôi, người ta lại kết án người bước đi trên con đường gồ ghề, sỏi đá và nhỏ hẹp khó đi. Nếu ngày hôm nay dân chúng tập trung đông lắm để tung hô Đức Giê-xu, thì chỉ mấy ngày nữa thôi, Đức Giê-xu lại phải bước đi một mình trên núi Sọ trong cô đơn, buồn tủi, héo hắt, ngập tràn đau đớn. Và ở đó, người chịu đóng đinh vì nhân loại đầy tội lụy nhơ uế này. Đức Giê-xu đã bị người ta kết án, ruồng bỏ và khinh chê, miệt thị đến tột cùng như vậy đó. Vì yêu thương, Đức Giê-xu rang rộng vòng tay để đón nhận tất cả những lời khen chê và ganh ghét của nhân loại này. Chiêm ngắm những hình ảnh trái ngược này, chúng ta thử lắng lòng mình để đọc ra xem đâu là thái độ của mình đối với Đức Giê-xu, đâu là bóng dáng của mình ở trong Kinh Thánh, và đâu là cuộc đời của mình trên hành trình bước đi theo Chúa. Có lẽ trong cuộc đời của mình, những lúc mình thành công, những lúc mình có tiền tài danh lợi đầy ắp, thì khi ấy phụng thờ Thiên Chúa thật dễ lắm. Khi ấy mình năng đến với nhà thờ, đến với bí tích. Nhưng trong gian khổ, trong thất bại, trong đổ vỡ lỗi lầm, lúc đó có khi mình lại khước từ Thiên Chúa
và chạy xa người. Quả thật, thờ phượng Thiên Chúa trong những lúc thành đạt và vinh quang thật dễ lắm. Tuy nhiên, thái độ của một người môn đệ chân chính, một người tôn thờ Thiên Chúa thật sự, ấy là người vẫn kiêng vững, vẫn lặng lẽ quỳ dưới chân Chúa, vẫn vững tin vào người, ngay trong những lúc gian khổ khó khăn nhất, u uất nhất, mịt mù nhất trong cuộc đời mình. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cử hành Chúa Nhật lễ lá này trong khung cảnh ảm đạm đau thương của cơn đại dịch kinh hoàng. Chúng ta cũng được mời gọi khiêm tốn ngẫm lại cuộc đời mình. Đức giám mục Roman Roach từng nói, trong đau khổ chúng ta thường đặt câu hỏi, Thiên Chúa đang ở đâu? Nhưng đúng hơn chúng ta phải hỏi mình, ta đang ở đâu trên hành trình bước đi theo Chúa vậy? Và ta phải làm gì để trở về với tình thương của người lúc này? Chỉnh thuật tin mừng ngày hôm nay là một lời mời gọi mỗi người chúng ta cùng hồi tâm sám hối cuộc đời mình, ngõ hầu chúng ta nhận ra được hình ảnh chân thực của mình trên hành trình bước đi theo Chúa, để sám hối, để hoán cải, để kiên vững hơn, để sống sát với Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Thiên Chúa là đấng đầy tràn lòng thương xót, đấng cứu độ chúng ta. Người là đường, là sự thật và là sự sống. Đấng ấy sẽ cứu độ cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ấy là niềm vui, ấy là niềm tự hào của chúng ta vậy. Amen. Con đường đó Ngài đã đi qua, bao gian nan nặng chịu vai gầy, đôi cuộc đời lắm lũng chua cay, thâm gian nào còn vương trên mắn. Ân tình đó Ngài đã trao ban, từ sông dài núi cao trầm trùng, để con đường in dấu tin chung, bước theo Ngài bừng sáng hy vọng. Tình Ngài còn đó, người hỡi thấu chăng, sao còn mê đắm trong tôi đây, sao ngủ yên giữa bao hận thù, đường thầm xa còn mãi chênh vênh. Nào ta cần tiến cảm mến tôn vinh, tình yêu người mãi không phai nhòa, dù đất trời mãi có đổi thay, men tình người còn mãi dư đầy. Cháy trong đêm luôn tin yêu dù biến hao gầy, ngày từng ngày con vẫn mê say, nguyện suốt đời truyền giao chân lý. Như hạt giống nhỏ bé vươn lên, danh chim trời có nơi ân mình, tình yêu Ngài như gió cuốn đi,
đưa muôn người về cõi vinh hằng. Kính Ngài còn đó, người hỡi thâu trăng, sao còn mê đắm trong tội này, sao ngủ yên giữa bao hận thù, đường thầm xa còn mãi tranh vinh. Nào ta cần tiếng cảm mến tôn vinh, tình yêu người mãi không phai nhòa. Dù đất trời mai có đổi thay, men tình người còn mãi dư đầy. Tình Ngài còn đó, người hỡi thâu trăng, sao còn mê đắm trong tôi đây, sao ngủ yên giữa bao hận thù, đường thầm xa còn mãi tranh vinh. Nào ta cần tiếng cảm mến tôn vinh, tình yêu người mãi không phai nhòa. Dù đất trời mai có đổi thay, men tình người còn mãi dư đầy.